dù quân hoàng. Tác giả Thánh Yêu. Tập 44. Cảnh dạ cung. Thi Tiệp Dư trong ngóng chờ đợi, hương trong lò nhang nhạt đến không thể nghe thấy. Tiếng bước chân bên ngoài tới gần, trái tim càng lúc càng treo lên thật cao. Hoàng đế vừa mới bước vào một chân, liền thấy cô gái vội vội vàng vàng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ kích động, sắc mặt tái nhợt, cũng dần dần có chút phím hồng. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Lúc gặp lại, cô già kia chợt cảm thấy có vài phần mất tự nhiên, hắn tiến lên, hai tay dìu đỡ. Thân thể nàng không tốt, không phải sớm bảo nàng miễn phải hành lễ rồi sao? Thần thiếp thấy hoàng thượng đến đây, liền quên mất. Thì Tiệp Dư theo hắn ngồi xuống, nắm tay không đành lòng buông ra. Thời gian gần đây tương đối bận, trẫm cũng ở lại Phượng Liễm Cung xử lý triều sự, thiệt thòi cho nàng rồi. Cô già kiết thuận miệng nói, vốn không cố kỵ quá nhiều. Biểu tình trên mặt Thi Tiệp Dư cứng đờ, Đào Tâm ở bên cạnh thấy thế, chỉ đành phải ngậm miệng không nói một lời. Nàng ta vốn cho rằng, hoàng đế sẽ không lừa gạt mình bất cứ chuyện gì, nhưng hôm nay... Hoàng thượng quốc sự bận rộn, thân thể là quan trọng nhất. Cười rành rọt một tiếng, hắn đã giấu giếm, nàng ta càng sẽ không đi hỏi. Thi Tiệp Dư đứng dậy đi ra sau lưng hắn, đôi tay rơi lên trên bả vai nam tử, nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng ta cũng không biết cô giả kiết bị thương, lực đau xoa nắng mặc dù không lớn, nhưng vẫn chạm vào vết thương. Hắn cho mày, khẽ rên thành tiếng. Hoàng thượng sao vậy? Thi Tiệp Dư vội dừng động tác, sững sờ nhìn hai cánh tay của hắn. Không việc gì, có lẽ mấy ngày nay bận rộn, cánh tay nhức mỏi thôi. Cô già kiết chắc một tay nàng ta, để Thi Tiệp Dư ngồi xuống. Mạch y sư có đến đây xem qua không? Bẩm hoàng thượng, mạch y sư cách dăm 3 ngày lại tới đây một chuyến, để lại ít thuốc, nhưng mà bệnh của nương nương vẫn không có nửa điểm chuyển biến. Đào Tâm thấy sắc mặt nàng ta u ám, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mất đi thần thái, liền mở miệng đáp một câu. Căn bệnh này ngược lại khiến hắn không yên tâm nhất. Đào Tâm! Thi Tiệp Dư thở gấp một tiếng, giống như có oán trách. Ở đâu đến phi ngươi chen miệng vào? Hoàng thượng, ngươi đừng nghe lời cô ấy. Mạch y sư vừa mới đến hôm qua, nói bệnh của thần thiếp đã có khởi sắc. Nếu như dùng thuốc lâu dài, sẽ dần dần có chuyển biến. Bệnh của nàng ta vốn là bệnh cũ, hàng năm tái phát, há có thể nói khỏi liền khỏi ngay. Đào Tâm nghe vậy, yên lặng cúi đầu trầm mặc, chỉ là biểu tình uất ức trên mặt, không thoát khỏi ánh mắt của cô già kia. Trong lòng hắn có vài phần áy náy. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm sau này sẽ tận lực dành thêm nhiều thời gian đến cảnh dạ cung. Thi Tiệp Dư cười nhạt như gió, đặt tay kia lên mu bàn tay hắn. Thần thiếp trước sau như một, vẫn sẽ chờ hoàng thượng. Chấp niệm của nàng ta, không tranh giành của nàng ta. Không tranh giành, giữa đầu mày cô giả kiết kéo lên vài phần phiền não, ánh mắt phức tạp. Thi Tiệp Dư xem xét từng lời, quay sang Đào Tâm bên cạnh nói. Hoàng thượng ngồi thêm một lúc, người đi hãm ấm trà xanh tới đây, vừa hay xua đi tâm trạng bất an mấy ngày nay của hoàng thượng. Tâm sự cô trẫm, nàng biết. Nàng ta cười một tiếng, lắc lắc đầu. Thần thiếp đi theo hoàng thượng lâu như vậy rồi, mặc dù không biết hoàng thượng vì sao mà phiền não, nhưng cũng biết trong lòng người có chuyện. Cô già kiết kéo môi mỏng thành một đường. Ý định. Hoàng thượng. Thi Tiệp Dư chặn lời của hắn. Kiếp này thần thiếp không cầu gì, chỉ mong được ở bên cạnh hoàng thượng cả đời. Tình cũng được, nghĩa cũng chẳng sao. Thần thiếp muốn chính là một phần bên nhau,
khổ tâm của hoàng thượng, mặc dù thần thiếp không thể chia sẻ nửa phần, nhưng vẫn hy vọng đừng đuổi thần thiếp đi, đừng bỏ thần thiếp lại. Ngữ khí của nàng ta thêm khẩn trương, đến cuối cùng lại có thêm vài phần thỉnh cầu hèn mọn. Cô Dạ Kiết nhớ đến lúc ở trong sân động, tiếng gọi thê lương mà tuyệt vọng đó của Phong Phi Duyệt. Ta làm mất chàng rồi. Nương nương, trà tới rồi. Đà Tâm giữ cánh cửa lại, trong ấm trà trên khay, nước trà nóng hổi làm mờ tầm mắt. Thi Tịch Dư cho cô gái vào, Đào Tâm thận trọng dè dặt nhấc chân, bước đi không dám quá nhanh, chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch phát ra từ ấm trà. Cô gái càng thêm cẩn thận. Cô Dạ Kiết nhìn nàng ta bước từng bước một đi vào, bàn tay đặt trên đầu gối, nháy mắt liền siết chặt lại. Xoay người đi, nói thêm vài ba câu với Thi Tiệp Dư. Đào Tâm thấy hai người hứng chí trò chuyện, vội vàng tiến lên trước. Nương nương! Dưới chân đột nhiên bị cái gì đó làm dấp một cái, cô gái không kịp ứng phó, toàn bộ trà nóng trên tay bị hất văng ra ngoài. Đôi đồng tử thâm sâu của cô Dạ Kiết khẽ ngưng tụ trên người Thi Tiệp Dư. Trong lòng, ngàn vạn tâm tình thắt thành một mối đè ép trong lòng ngực. Thi Tiệp Dư kinh hãi vạn phần, trong lúc luống cuống, vội đưa hai tay ra che chắn trước mặt mình. Tình huống nguy cấp như thế này, nếu thực sự có võ công, theo lẽ thường đều sẽ tự nhiên dẫn nội lực hất nó ra, chứ không phải giống như lúc này. Không chút nghĩ ngợi, nam tử dung cánh tay lên một cái, bình trà bổ nhào tới trước mặt kia bị hất sang một bên, nước động tràn ra ngoài, giải đầy trên cánh tay hắn. Đào Tâm bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thi Tiệp Dư hiển nhiên vẫn còn chưa kịp hoàn hồn từ trận kinh hãi vừa rồi, hai tay nàng ta bụm mặt. Sau khi nghe thấy tiếng ấm trà đạp vào nền đất phát ra tiếng dở dụng sắc ngọt, mới chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi dần dần hiện ra mờ mịt, rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ. Hoàng thượng, hoàng thượng. Cánh môi run rẩy, trong lòng nàng ta đau xót, nước mắt đã rơi xuống như mưa. Không muốn sống nữa rồi phải không? Cô Dạ Kiết nổi đại nộ, một cước đá Đào Tâm xuống đất, không thể nhúc nhích. Môi lửa này cháy cực kỳ hung hãn, phiền não trong lòng càng thêm gay gắt. Hắn thế nhưng lại không tin nàng ta, suýt chút nữa cứ như vậy đã thương nàng ta. Đào Tâm nằm dưới đất, động cũng không dám động một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hoàng thượng, để thần thiếp xem thử tay của người. Ti Tiệp Dư vội vội vàng vàng đứng dậy, kéo tay cô Dạ Kiết sang, dán tay áo lên. May mà trời mùa đông, y phục mặc tương đối dày, nhưng trên cánh tay màu đồng cỏ kia vẫn sưng đỏ như vậy. Nàng ta lau nước mắt, vừa phân phó nha hoàng bên cạnh lấy chút cao dược đến. Cô Dạ Kiết nhìn nàng ta cúi khom người, không ngừng hà hơi vào chỗ bị phỏng. Ngón trỏ dính ít cao dược lúc thoa lên, hai tay cũng không ngừng phát run. Hoàng thượng, người cố nhìn một chút. Cô Dạ Kiết ôm thắt lưng nàng ta kéo dậy. Trẫm không đau. Sao có thể không đau chứ, đều sưng đỏ thành như vậy rồi. Hắn càng nói thì Tiệp Dư lại càng khóc lợi hại, thân thể ôm vào trong ngực đã gầy yếu không còn hình dáng. Cô Dạ Kiết gối cầm lên đỉnh đầu nàng ta, đã không dám tưởng tượng nếu nước trà kia thật dội lên người nàng ta, thân thể như vậy liệu có thể chịu được hay không? Hai tay Thi Tiệp Dư gắt gao xoắn chặt lại một chỗ sau lưng hắn, thứ nàng muốn vốn không nhiều. Nam nhân như thần thánh này liệu có thực sự nhất định là của mình không? Đáy lòng dạng phần bi thống, lệ nơi đáy mắt từng giọt thấm ướt bả vai khoan hậu của hắn. Nàng ta cực lực ẩn nhẫn nhưng vẫn ho ra tiếng, ngực run rẩy không dứt, giống như vừa buông lỏng một cái sẽ như lá thu tàn úa rơi xuống. Sao vậy, đã uống thuốc chưa? Giọng của nam tử khôi phục trở lại khẩn trương như xưa. Thi Tiệp Dư khẽ gật đầu, nơi khóe miệng đã có vết máu đỏ thẫm. Thần thiếp không sao, thuốc đã sớm uống rồi, một lát nữa là sẽ ổn thôi. Cô Dạ Kiết nào có để nàng ta nhiều lời, ôm ngang hông nàng ta rồi đặt lên giường. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai trẫm thượng triều xong sẽ sang đây thăm nàng. Nhiều ngày nay nhất định tồn đọng rất nhiều triều sự.
Tối nay hắn phải trở về Phượng Liễm Cung, nói không chừng cả đêm cũng không thể chợp mắt. Thi Tiệp Dư yếu ớt gật đầu. Sau khi hoàng thượng trở về, chỗ vết thương cố gắng đừng để đụng nước. Quốc sự bận rộn, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ngàn dặn lần đừng để thân thể mệt mỏi, suy sụp. Kéo chăn gấm che kín hai bả vai nàng ta, tâm tư cô già kiết rối rắm, gật đầu một cái, bước chân đứng dậy giống như bị đổ chì, nặng nề nhất không lên được. Hành lễ xong, đưa mắt nhìn hoàng đế rời đi, Đào Tâm vẫn còn quỳ dưới đất. Nha hoàn bên cạnh cũng bị Thi Tiệp Dư cho lui xuống. Lúc đi ra khỏi cảnh già cung, trong lòng cô già kiết cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, so với lúc trước càng thêm khó chịu, chắp tay ra sau lưng, bước chân có chút do dự, hạ xuống cũng không biết nên đi đến nơi nào. Trong điện, Thi Tiệp Dư nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt, tiếng khóc khó khăn lắm mới đè nén xuống được, trong chớp mắt liền bật ra. Nương nương, nương nương! Đào Tâm lòng đầy áy náy, quỳ gối tiến tới trước giường nàng. Đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ chọc giận hoàng thượng, nương nương, người trừng phạt nô tỳ đi. Xin lỗi Đào Tâm, là ta làm ly lụy đến ngươi. Thi Tiệp Dư nhìn cô gái quỳ xuống bên cạnh, lệ rơi đầy mặt. Nương nương! Đào Tâm khẽ mở miệng, thấy nàng ta mặt xám như tro tàn. Lẽ nào Thi Tiệp Dư đã phát giác ra điều gì? Đào Tâm, ngươi không cần gạt ta. Thi Tiệp Dư dùng sức muốn chống người ngồi dậy, cho đến khi đã tựa lưng lên cột giường, thân thể đã hư suyễn thành một đoàn. Hoàng thượng, hoàng thượng, chàng rõ ràng không tin ta. Chàng là đang dò xét ta. Ta không ngốc. Ta nhìn ra được, ngươi cũng là người luyện võ, bình thường hành sự ta cũng nhìn thấy trong mắt. Nói xong lời cuối cùng, Thi Tiệp Dư giơ hai tay ra che mặt, chỉ là ra sức khóc, hai vai gầy yếu không ngừng run rẩy. Trước giờ không hề nghĩ đến sẽ có một ngày hoàng thượng lại mất đi tín nhiệm đối với ta. Đào Tâm ngẹn ngào. Vừa rồi hoàng đế dung ra một chiêu kia khiến mình vấp ngã, cô gái cho rằng có thể giấu đi được. Nương nương, hoàng thượng là không cẩn thận, người đừng để ở trong lòng, bằng không người cũng sẽ không giương tay giúp nương nương cạn chén trà kia. Thi Tiệp Dư thuận thế dựa tới, đáy lòng đã mang theo tuyệt vọng, tiếng khóc bi ai u oán vang vọng trọn cả một đêm. Chương 113 Phượng Liễm Cung. Bên cạnh Phong Phi Duyệt không có cả Lý Yên lẫn Ngọc Kiều. Với áo ngủ màu xanh lam, bóng dáng tựa lên trước cửa sổ, nhàn nhạt hiện ra vài phần cô đơn. Bước chân của hoàng đế thanh thúy khác thường, mỗi một bước đi dường như vô cùng nặng nề. Đi vào nội điện, hai người cách nhau khá xa, liếc nhìn nhau một cái. Phi Duyệt cũng không tỉnh an, hoàng đế đứng đằng xa một lúc, từng bước tiến lên trước. Trẫm đã thử dò xét nàng ấy. Nam tử ngồi xuống, đưa một tay chống trán, mệt mỏi nói. Nửa đoạn cánh tay lộ ra bên ngoài vẫn còn sưng đỏ. Phi Duyệt không hiểu ngọn nguồn, đặt chén rượu trong tay xuống, nhìn biểu cảm trên mặt hoàng đế, lãnh đạm. Không có thương tổn, phải không? Cô già kiết ngẩng đầu, đối diện đôi mắt trong trẻo sáng suốt của nàng. Duyệt nhi. Phi Duyệt kéo chén tử sa kia tới trước mặt mình, lông mi nồng đậm hắt ra bóng ảnh mờ mờ. Có một số chuyện là chàng không hoài nghi hay là không muốn hoài nghi. Một câu nói lại giống như bàn tay to lớn mạnh mẽ, thốt nhiên xé toạc màn sương mù trong đáy lòng cô giả kiết. Nơi đó che giấu quá sâu, ngay cả chính hắn cũng không muốn chạm vào. Giờ đây, mang theo một chút tàn nhẫn đột nhiên sáng tỏ. Tuy rằng máu tươi đầm đìa lại khiến hắn lập tức á khẩu không thể đáp lời. Trong trận chiến sinh tử ở Lạc Thành,
trong lòng Phi Duyệt sớm đã có nghi ngờ. Nàng thậm chí còn hoài nghi rằng là hoàng đế đẩy Thi Tiệp Di ra ngoài. Hắn tàn nhẫn, hắn không từ thủ đoạn. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói cũng có khả năng rất lớn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong chuyện này cất giấu quá nhiều điều quỷ dị. Qua một hồi lâu, hoàng đế trầm mặc không một tiếng động, mới buông thõng hai tay xuống, nặng nề thở dài. Trẫm cũng không biết. Giọng điệu của hắn là bất đắc dĩ, nhưng vẫn xen lẫn né tránh. Không, nếu như chàng không biết, cũng sẽ không đi dò xét. Càng sẽ không nói với thiếp, chàng đã thử dò. Phong Phi Duyệt không cho hắn chút cơ hội diện cớ, một câu trực tiếp dặn ngược lại ý tứ trong lời nói của hắn. Cơ trí như chàng, vì sao cứ muốn bịt kín hai mắt của mình? Cô Giả Kiết hiển nhiên quá mệt, ngón tay thon dài ấn lên Nguyệt Thái Dương. Lúc vừa đi ra khỏi cảnh giả cung, dọc đường ta đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ta thật sự đã hiểu lầm, bản thân Thi Tiệp Dư vốn không biết công phu. Hắn nói được một nửa, nửa câu sau giấu trong cổ họng, khó lòng mở miệng. Phi Duyệt có chút tức giận, nói chuyện không khỏi nặng thêm vài phần. Vậy liệu có tồn tại một khả năng khác hay không? Giọng điệu của nàng hung hăng dọa người, lời nói sắc bén không cho phép hắn né tránh dù chỉ một phân. Nếu quả thật như vậy mà nói... Mày kiếm tuyệt đẹp của cô Già Kiết nhíu lại một chỗ, thân thể lướt ngang qua người Phong Phi Duyệt, hắn dừng lại thật lâu, nơi cổ họng nhấp nhô, giống như đang hạ quyết tâm gì đó rất trọng đại. Đứng sau lưng hắn, chợt cảm thấy bóng lưng cao lớn kiên nghị kia có chút run rẩy. Quá đáng sợ! Ẩn nấp sâu như vậy, ta không dám nghĩ, đó thật sự là người mà ta quen thuộc sao? Hai mắt khép lại thật chặt, hắn vẫn nói ra thành lời. Phi Duyệt khẽ cắn môi, trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Tay mềm rơi lên trên đầu da hắn, lực đạo rất nhẹ nhưng mà tựa hồ có thể đè hắn suy sụp. Chúng ta, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ, sao có thể nhìn thấu người khác chứ? Cô Già Kiết trừng lớn hai mắt, thần sắc có chút khổ sở, dịu dàng kéo nàng đến trước mặt mình. Ta không biết, nếu thật sự như vậy mà nói, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Trong lòng Phi Duyệt hỗn loạn, ý của hoàng đế chẳng lẽ là giữa bọn họ vẫn còn ngăn cách hay sao? Cô Già Kiết thấy người phía trước đột nhiên im thinh thích, người con gái rũ chân mày, sắc mặt bình thản đến gần như lãnh đạm. Cặp đồng tử giống dĩ nên lấp lánh rạng rỡ kia lại ám đạm đến khí lực nhấc lên cũng không có. Ngẫm lại lời nói vừa rồi, hắn vội vàng hoàn hồn, thần sắc thoáng qua chút ảo não, hai tay bưng lấy gò má nàng giữ trong lòng bàn tay. Phi Duyệt có chút không quen, nhẹ lắc đầu, lại bị hắn vững vàng cố định. Ta khẩn trương đến hồ đồ rồi. Ý của ta là nói, ngoại trừ Duyệt Nhi, ta không biết còn có thể tin ai đây. Nóng lòng giải thích lại không biết khẩn trương như vậy là vì cái gì. Nàng vui thấp đầu cũng không vì lời nói của nam tử mà biểu hiện ra chút vui mừng nào. Hắn kéo nàng đè ép vào lòng ngực của mình, đôi môi cong kia nhẹ nhẹ nâng lên. Chàng còn muốn dò xét sao? Nếu như không, công đạo tự ở trong lòng chàng, vậy thì từ ngày mai hoàng thượng nên học cách rời xa. Rời xa? Lặp lại hai chữ này, ngữ điệu cô Giả Kiết chán chường mệt mỏi, thế nhưng cũng không phản đối. Đúng, huống hồ Thi Tiệp Dư thân mang trọng bệnh, tâm tình vốn không thể bị ảnh hưởng mà vui buồn thất thường. Hoàng thượng sao không nhân dịp này để muội ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian? Nếu thật sự là người tâm cơ kín đáo, làm sao có thể không tùy thời mà động thủ? Bí mật nào rồi cũng có sơ hở. Một khi chứng cứ xác thực, nếu hoàng đế còn muốn bảo vệ nàng ta, Phi Duyệt tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn như hôm nay vậy. Không có 10 phần nắm chắc, nàng trước giờ sẽ không động thủ. Nơi lòng ngực ấm áp, Phi Duyệt cò cò gò má một cái, ở mãi trong thâm cung lại phát hiện tâm cơ của mình từ khi nào trở nên thâm sâu như vậy.
Cả đêm Tấu Chương chất đống như núi vẫn còn đang chờ hoàng đế xử lý. Phi Dịch cố ý ở bên cạnh, một tay mài mực, lúc nhàn rỗi thì ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn đọc Tấu Chương, tay cầm trọng quyền, tôn dương của thiên hạ. Tất cả những cay đắng này cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được. Duyệt Nhi, nàng đi ngủ trước đi. Thấy đầu nàng như gà mổ thóc, gục gặt lên xuống, cô Gia Kiết đưa tay vỗ nhẹ lên chân nàng. Phi Duyệt chậm chậm ngáp một cái, khẽ lắc đầu. Dù sao cũng đã qua nửa đêm rồi, thiếp ngồi thêm một lúc nữa. Phê xong một sắp Tấu Chương dày cộm, cô Gia Kiết thuận thế tựa lên trên án kỷ, nằm sấp không rụt rịch lấy một cái, nhất định là mệt muốn chết rồi. Phi Duyệt nhìn qua đống lộn xộn trên bàn, đưa tay định kéo hắn trở dậy. Nằm lên giường, nghỉ ngơi một lúc đã. Hắn khẽ nhích nửa người trên, hai tay vuốt mặt một cái. Mới chỉ một chốc lát, tinh thần đã hồi phục cực tốt. Ta muốn cho nàng một thứ. Thứ gì? Đã trễ thế này rồi, ngày mai hẳn nói đi. Một lát nữa là Lý Công Công lại đến thúc giục đấy. Kéo dài cũng đủ lâu rồi. Cô Già Kiết đứng lên, đem áo choàng mắc trên kệ đắp lên người nàng, ôm nàng đi thẳng ra ngoài. Chỉ là thuận theo bước chân của hắn một đường đi về phía trước, một hồi lâu mới đến trước tẩm điện của hoàng đế. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thái giám nha hoàng gác đêm nhất nhất hành lễ, cô Già Kiết kéo nàng thẳng vào nội điện. Quá nửa đêm rồi, chỉ vì muốn qua đêm ở đây thôi sao? Phi Duyệt ngáp ngắn ngáp dài, thật không biết hoàng đế này muốn giở trò quỷ gì nữa. Cô Già Kiết đi tới trước giá sách ở hướng nam. Trên giá sách cao cỡ bằng một thân người, bày đủ các loại kỳ thư, bày binh bố trận. Ngón tay thon dài lướt qua từng dãy danh thư, rồi dừng lại tại một góc tối. Tiện tay nhấn một cái, chỉ nghe thấy âm thanh tủ gỗ bị kéo mở phát ra. Không bao lâu, cô Già Kiết liền cầm một chiếc hộp đỏ thẫm đi tới. Đặt lên án kỹ trước mặt Phong Phi Duyệt, bên ngoài còn có một lớp vải nhung bao bọc. Đây là cái gì? Ngày thường, đồ trang sức ngự ban đã đến không xuể. Lẽ nào lại là bảo bối mà nước khác triều cống hay sao? Năm ngón tay của cô Già Kiết đặt lên trên, từ từ mở hộp ra. Phi Duyệt chỉ cảm thấy đột nhiên chói mắt, kim quang lấp lánh khúc xạ chiếu đến, rọi lên nửa bên mặt nàng. Muốn tránh đi, chiếc hộp lại bị mở ra. Hoàn toàn tận dụng ánh đèn cung đình đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện bên trong đó cất giấu không phải vàng rồng như nàng vẫn tưởng. Biết đây là cái gì không? Cô Già Kiết nhìn vẻ mặt đầy sững sờ của nàng, dứt khoát cầm thứ đó ra. Nàng tiến lên trước, tỉ mỉ nhìn, đó là một chiếc ấn ngọc tỷ lớn cỡ chừng bàn tay. Bên trên, mỹ ngọc xanh biếc được điêu khắc thành hoa văn phượng hoàng. Bên dưới, lông vũ ngay ngắn đồng thời xòe mở, hiện ra tư thế bay lượn. Hai bên cạnh ở đằng sau thập phần quy vũ, tuyệt diệu nhất chính là đôi mắt sống động như thật kia, trong cao quý lại mang theo vài phần ánh nhìn ngạo thị hết thảy. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, Phi Duyệt cũng hiểu được đại khái. Đây là phượng ấn. Cô Già Kiết khẽ nheo mắt, nhấc một tay nàng lên, đem phượng ấn cầm trong tay đặt vào lòng bàn tay nàng. Đây chính là thứ trẫm muốn cho nàng. Nàng đưa tới trước mặt xem xét tường tận. Chẳng lẽ Quân Duyệt trước đó tuy dù là hoàng hậu, nhưng vẫn chưa được trong quản phượng ấn sao? Phượng ấn này rơi vào trong tay ai? Sau này, chuyện trong hậu cung sẽ do người đó làm chủ. Cô Gia Kiết vòng qua án kỷ, thân thể tựa nghiêng vào một bên, hai chân lười biếng dắt chéo. Duyệt Nhi, từ nay nàng chính là chủ nhân duy nhất của Đông Cung. Ánh nến nhiễm động xuyên qua ngọc sắc, chiếu xạ ánh mắt mơ màng của người con gái. Bắt đầu từ hôm nay, hai bà già kia cũng không dám mơ tưởng động đến nàng. Lúc trước kiềm hãm hai bên, nếu so sánh với Thái Hậu hai cung, Phong Phi Duyệt luôn ở vào thế yếu, mà cô Già Kiết cũng tận hưởng ngồi xem bọn họ kìm kẹp lẫn nhau. Lúc tất yếu, tốt nhất có thể tranh đoạt đến một mất một còn. Hôm nay, hắn cho nàng lá bùa hộ mạng trân quý nhất, đồng thời cũng đem toàn bộ quyền lực hậu cung này giao vào trong tay nàng. Hậu cung rộng lớn như vậy, dính dấp đến không chỉ là chuyện triều chính, càng nhiều hơn chính là chuyện nhà. Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực.
Phượng ấn trong tay vì những lời này của nam tử dường như nặng thêm rất nhiều. Ý của ta, nàng hiểu chứ? Tâm tình Phi Duyệt phức tạp, đem phượng ấn vững vàng nắm trong tay, nặng nề gật đầu. Một mình trẫm không lo liệu hết được, chỉ có thể đem trọng trách này phân một nửa lên vai nàng. Kéo nhẹ lọn tóc rơi bên tai nàng ra, lộ ra đôi hoa tai hình năm ngôi sao nàng vẫn luôn đeo trên tay. Phi Duyệt thả phượng ấn vào lại trong hộp, phó thác của hắn, tín nhiệm của hắn, sao nàng lại không hiểu? Nếu là trước đây, người thận trọng như cô già kiết vậy tuyệt đối sẽ không giao phượng ấn này ra khỏi tay. Bây giờ, người mà hắn tin nhờ, trên danh nghĩa vẫn là nữ nhi quân gia. Hoàng thượng, chàng thực sự an tâm. Do dự giây lát, nàng cuối cùng cũng không che giấu được tâm sự. Con người thâm thúy của cô già kiết chống lại nàng, trong mắt một phần nghiêm túc, nhìn thẳng khiến nàng chợt cảm thấy nặng nề thêm vài phần. Trẫm đã đem vật quan trọng nhất giao cho nàng, đây cũng không đơn giản chỉ là phượng ấn. Và hai người đã bước ra một bước thật dài, tim kề tim dán rất gần. Phi Duyệt mặc cho hắn kéo mình lần nữa ôm vào trong ngực. Hai người không quay trở về Phượng Liễm Cung. Mặt trời canh giữ Đông Cung, không qua bao lâu liền treo nghiêng phía trên tẩm điện. Không khí ngưng tụ quá lâu tản đi, khoan khoái mà trong trẻo khác thường. Những ngày tiếp theo, hoàng đế quả nhiên một bước cũng không bước qua cảnh già cung. Hai người ăn ý thập phần, cũng không có ai nói một câu. Ở bên kia, người nào đó cuồng dại mong ngóng lại càng thêm tiều tụy. Đào Tâm, Thi Tiệp Dư ngồi ở trong giường, áo choàng trên người một nửa rơi xuống đất dính bụi bặm. Nương nương, cô gái theo tầm mắt nàng ta nhìn ra ngoài, cửa điện lớn như vậy, đến một bóng người cũng không có. Hôm đó ngươi cũng có mặt, không phải hoàng thượng đã nói, đợi xử lý xong triều sự, sẽ lập tức đến cảnh già cung sao? Đào Tâm, nói với ta không có nghe lầm. Bàn tay Thi Tiệp Dư nhỏ nhắn gầy khô, nắm lấy tay áo Đào Tâm, giọng điệu khẩn thiết. Cô gái lộ vẻ mặt khó xử, thật sự không đành lòng. Nương nương, hoàng thượng đúng là đã hứa như vậy. Vậy là được rồi, hoàng thượng sẽ không gạt ta. Đợi thêm chút nữa, có lẽ là bị triều sự trì hoãn rồi. Thi Tiệp Dư mới có chút an tâm, từ từ dựa lưng trở lại. Lúc trước, hoàng đế cũng có lúc mấy ngày liền không đến cảnh già cung, nhưng nàng ta chưa bao giờ lo lắng như thế này. Lần trước thử dò xét, hiển nhiên đã đè nặng trong lòng nàng ta, vẫn quấn quanh trái tim, mang theo sợ hãi, hít thở không thông. Khó khăn lắm mới khuyên nhủ được nàng ta vào phòng, Đào Tâm vẫn luôn trông chừng, thấy Thi Tiệp Dư nhắm hai mắt lại, rồi mới dám rời đi. Lúc Phong Phi Duyệt tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo. Theo thói quen lật người, nằm vào chỗ hoàng đế vừa rời đi, Lý Yên đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Sau khi nàng thức dậy, dùng xong điểm tâm thì định đến chỗ Quân Nghi một chuyến. Chân trước vừa bước ra khỏi Phượng Liễm Cung, liền thấy một cô gái quỳ ngoài điện, y phục nha hoàng sáng màu dính chặt trên người, hai tay rủ xuống một bên, ngưỡng cửa cao cao, ngăn trở nửa người cô gái. Không cần ngẩng đầu lên, Phi Duyệt cũng có thể đoán ra cô ta là ai. Một thân an nhiên, nàng giả dờ như không có chuyện gì tiến lên. Đào Tâm vội vàng ngước đầu, lọn tóc rủ xuống trước ngực cũng theo đó mà cuộn lên. Hoàng hậu nương nương. Phi Duyệt dừng bước, Lý Yên đang đỡ nàng sau khi nhìn thấy Đào Tâm dưới đất, quay đầu nhìn sang người cô gái bên cạnh. Mới sáng sớm, ngươi quỳ gối bên ngoài Phượng Liễm Cung là có chuyện gì khẩn cấp? Phi Duyệt cúi đầu liếc nhìn một cái. Đào Tâm nhất thời cứng họng. Lần nữa đối mặt với hoàng hậu, thốt nhiên nảy sinh sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến chủ tử ở cạnh già cung, cũng liền hạ quyết tâm, nặng nề dập đầu lên sàn đất lạnh như băng. Nô tỳ đáng chết, thân thể Thi Tiệp Dư ngày một suy yếu. Nô tỳ muốn thỉnh cầu nương nương để hoàng thượng có thể qua đó xem thử một chút. Phi Duyệt đột nhiên xoay phát lại trước mặt Đào Tâm, lúc đầu chỉ nghĩ cô ta đối với chủ tử một lòng trung thành. Bây giờ xem ra,
Cô ta theo hầu bên cạnh Thi Tiệp Dư lâu dài, cũng chỉ học được thoái ngu trung mù quáng vô dụng. Theo ý của ngươi là bổn cung không cho hoàng thượng đến cảnh già cung. Đào Tâm nghe vậy khó lòng biện giải. Nương nương minh giám, nô tỳ không phải có ý đó. Nô tỳ là nói hoàng thượng sẽ nghe lời khuyên nhủ của nương nương. Bây giờ Thi Tiệp Dư bệnh nặng. Đào Tâm bị bệnh, bổn cung có thể mời mạch y sư đến cảnh già cung. Huống hồ hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, những lời như nghe lời khuyên nhủ thế này ngàn vạn lần đừng nói ra khỏi miệng. Nếu như truyền ra bên ngoài, đây chính là đại sự vũ nhục tôn nghiêm hoàng thượng. Bổn cung nhớ ngày trước lần đầu tiên gặp mặt người ở Lạc Thành, đối với chủ tớ ngươi đã hết sức khoan nhượng. Hoàng thượng tự có tính toán hành động của mình. Ngươi, một nha hoàng hầu hạ bên cạnh Thi Tiệp Dư, lại hết lần này đến lần khác quỳ gối trước Phượng Liễm Cung. Như vậy truyền đi, ngươi bảo bổn cung phải làm sao tính phục các vị nương nương. Thân thể quỳ dưới đất, nghe xong lời Phong Phi Duyệt nói thì co rụt lại. Cô gái khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thử cầu cạnh lần cuối cùng. Nương nương, người... Phi Duyệt hoàn toàn không còn nhẫn nại, hướng về phía Đào Tâm lắc đầu ngao ngán, thần sắc mang theo chút thất vọng. Cô ta sững sờ quỳ ở đó, không biết nên làm sao. Đào Tâm, có biết ngày đó ta vì sao lại ra tay cứu ngươi không? Phi Duyệt bất thình lình nói ra một câu, một phương diện quan trọng nhất là để cho cô ta phải nhớ kỹ. Suy nghĩ giây lát, cô gái rốt cuộc vẫn lắc đầu. Bởi vì ngươi không khuất phục, ngươi liều chết phản kháng mới khiến bổn cung cứu ngươi. Bổn cung vẫn luôn cho rằng ngươi là một nữ tử thông minh, mọi việc cưỡng cầu đều không phải là cách. Chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu sao? Bệnh của Thi Tiệp Dư, ngay cả mạch y sư cũng bó tay hết cách. Phương thuốc điều chế bây giờ chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, chỉ có thể duy trì tính mạng muội ấy mà thôi. Trong hậu cung, bổng lộc của mỗi vị nương nương dĩ nhiên là không giống nhau. Tình hình như Thi Tiệp Dư bây giờ đã vượt khỏi phạm vi bổng lộc của muội ấy. Phi Duyệt nói được một nửa, thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, cánh môi không còn huyết sắc, liền thay đổi trở lại vẻ mặt tươi tắn, thêm vào chút ý cười như có như không. Ngươi trở về trước đi, bộ dạng này bổn cung nhìn thấy thật sự nhức đầu. Đào Tâm cũng là người hiểu chuyện, ý tứ Phong Phi Duyệt rất rõ ràng, nếu cô ta còn tiếp tục dây dưa như vậy, e rằng cũng không tỉnh cầu được chút gì. Ánh mắt đờ đẫn, cô ta dập đầu hành lễ. Dạ, nô tỳ cáo lui. Đúng rồi. Phi Duyệt vừa mới bước chân đi đột nhiên khựng lại, cũng không xoay đầu, giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nếu không có chuyện gì đại sự, bổn cung không hy vọng có người đến quấy rầy. Một khi phát hiện, bổn cung quyết không xử nhẹ, cho dù là người thân cận, bổn cung cũng sẽ nghiêm trị không tha. Nói xong, nàng liền dung tay áo, sải bước rời đi. Lý Yên tuy là người có thể tin tưởng, nhưng chung quy lòng dạ quá mềm yếu, có lúc cũng không thể không phòng. Cô gái sau lưng vốn định khuyên nhủ Đào Tâm vài câu, bây giờ vừa nghe Phong Phi Duyệt bỏ lại những lời như vậy, đành im lặng, nhấc chân theo sau. Nàng bước đi rất nhanh, Lý Yên buộc phải chậm chậm đuổi theo, nháy mắt hai người liền ra khỏi Phượng Liễm Cung. Một thân phú quý hoa lệ, phượng bào đỏ thẫm cũng ám thị mức độ thụ sủng của nàng. Giống như quyền lực trong lòng bàn tay, cánh chim dần dần cứng cáp, nàng đã có đủ khả năng đặt mình ngồi vào một vị trí an toàn rồi. Chúng ta vừa xếp lại tập 44 Dụ Quân Hoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.